Rèn luyện trí tuệ. Trong pháp hội giảng kinh này đây, ai ai cũng đều có cơ hội lên thuyết giảng, cho nên trí tuệ của mỗi người cũng được xuất lộ ra, mà cái ngu si của mỗi người cũng bày lộ ra luôn. Người mà thật sự có trí tuệ, dù họ muốn giấu, giấu cũng không lâu đâu. Ban đầu họ có thể ẩn giấu khoảng 5-3 ngày, song lâu dần thì họ cũng đâu có giấu được. Và ngược lại, người ngu si vốn muốn giả vờ rằng mình thông minh, rồi làm ra vẻ thông minh, nhưng dù họ cố gắng học tới học lui gì thì cũng đâu có được tự nhiên. Đây mới là cuộc khảo sát thật sự. Bây giờ chúng ta lại tăng thêm một bình luận sao chót nữa. Nếu quý vị nói hưu nói vượng gì thì vẫn có người phê bình quý vị, nhưng người bình luận không được lôi thôi, nói dài hơn cả người giảng pháp. Chúng ta hãy nhìn xem những bậc cổ nhân bình luận văn chương như là họa long điểm tinh, tức vẽ rồng điểm mắt. Họ chỉ dùng vài chữ đơn giản mà đầy đủ, bao la vạn hữu. Vậy thì chúng ta không cần phải họa xà thêm túc, tức vẽ rắn thêm chân, hoặc giả vẽ người còn vẽ cả ruột gan nữa. Mọi người hãy nên xem xét kỹ rằng người đó lên phê bình có chính xác không? Ý kiến của người đó là thật hay là giả? Người đó có đúng như là người chỉ đường không? Mà y chỉ đúng hay là không đúng? Chúng ta ngày ngày rèn luyện trong lò lửa hồng, thành thử một chút cặn bã, chút tơ hào nhơ bẩn gì cũng không còn. Nếu mình chuyên tâm học Phật, bất luận là người khác có nói đúng hay không đúng, mình cũng phải chăm chú lắng nghe. Người nào không chú ý tất sẽ ngủ gà ngủ gật. Đây là sự khảo nghiệm, thử thách, thật hay giả gì cũng đều rèn luyện cho tỏ lộ ra hết. Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1986. Thái độ người học Phật. Đạo Phật là giáo pháp xuất thế, cho nên chúng ta không phê bình tốt xấu về chuyện chánh trị hay đảng phái này nọ. Bởi vì pháp là như vậy, xu hướng của thế giới là như thế. Tất cả vạn sự, vạn vật đều là đang nói pháp. Chúng ta có thể nói rằng, tất cả đều là tiền nhân hậu quả đó thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, nhân này đã được gieo xuống rồi, cho nên phải kết cái quả đó, gọi là như thị nhân thị quả. Tức gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy là vậy, và không có một chút gì sai nhầm đâu. Nhưng theo kiến giải của phàm phu thì có cái phân biệt là đúng hoặc là không đúng. Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện đúng hay không đúng, vì đó là do con người tự sanh ra sự phân biệt thôi. Do đó, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp hoàn toàn là vì muốn nghiên cứu đạo lý của Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo. Chúng ta không bàn luận về hành động của bất cứ một đảng phái chính trị nào, bởi vì chúng ta đâu có làm chính trị. Chúng ta cũng không mượn Phật Pháp để phát ra những cái bất bình của mình. Học Phật Pháp trước hết là chúng ta phải bình lặng những cái bất bình của mình. Chúng ta không thiên tả mà cũng không thiên hữu. Đó là tông chỉ của chúng ta khi giảng Pháp đấy. Còn nữa, tôi không thích được người bợ đỡ, cũng không muốn ai khen tặng tôi. Tôi rất vui khi người ta phỉ báng tôi, nhưng chán ngấy nhất là khi có người tán thán khen tôi trước mặt. Tôi không muốn tự thần thánh hóa mình. Tôi vốn như là hư không, không hình, không tướng, không tượng, không đông tây nam bắc, không nhân, không ngã, không chúng sanh, không thọ giả. Thế thời sao lại có cái ngã? Nếu có cái ngã, tôi sẽ không đến Hoa Kỳ. Tôi đến đây không phải là để đào vàng. Ở San Francisco, tuy được gọi là cựu Kim Sơn, tức núi vàng cũ, nhưng ngay cả bột vàng tôi cũng chẳng muốn. Tôi lại không biết nói tiếng Anh, một chữ A, B, C cũng không hiểu. Thế thì tôi đến đây để làm gì? Bởi tôi muốn khai khẩn vùng đất mới ở đây, ngõ hầu đem Phật giáo truyền bá đến toàn khắp thế giới. Đó là nguyện lực của tôi. Dù bất cứ ở đâu, tôi không muốn tự đề cao địa vị mình. Tôi cũng không muốn được nổi bật. Tôi không cảm thấy rằng mình cao hơn người,
giỏi hơn người, có trí tuệ hơn người. Nếu tôi nghĩ như vậy, tức là tự mãn, coi như tôi đã tiêu rồi. Bởi người tự mãn nhất định sẽ không thành tựu được cái gì. Con người nên giống như có cũng như không, thật cũng như hư. Người có đạo đức nhưng giống như người không có đạo đức, có trí tuệ nhưng tự như người không có trí tuệ, nhất là không nên tự mãn. Một khi con người tự mãn, thời sẽ tự đại, mà tự đại thì trở thành như chữ xú, tức là hôi thối. Chữ xú là tiếng Hán, gồm có chữ tự và chữ đại, nghĩa là hôi thối. Cho nên, chúng ta ai nấy đều nên tận lực học lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta phải hết sức mình làm theo 6 nguyên tắc này. Nếu không thể thực hành lục đại tông chỉ này, dù cho quý vị có tài hoa gì đi nữa, quý vị cũng chẳng có trí tuệ chân thật. Thậm chí miệng lưỡi quý vị có lưu loát như nước chảy, biện tài vô ngại, tôi cũng không có hứng thú gì đâu. Tôi là kẻ chỉ biết người thật thà, chứ không biết đến kẻ xảo trá. Về sau, bất luận là người nào cũng đều phải thật thà. Đừng nghĩ rằng mình có cái gì nổi bật, hoặc kể như là quý vị phi thường, nổi bật đi. Quý vị cũng đâu cần phải phô trương, lộ bày rằng mình là nhất hạng không ai sánh kịp. Loại người như thế sẽ không thể tồn tại trong Phật giáo, sớm tối gì cũng bị thất bại thôi. Cho nên tôi thường nói với quý vị, trong Phật giáo muốn tạo lập công đức, nhất định là phải học tập thái độ của các vị cổ nhân đức lớn xưa nay, không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Như thế mới đúng với tư cách của người chân chánh học tập Phật Pháp. Nếu không, dù quý vị có giảng hay đến mấy đi nữa, cũng không được chút ích lợi nào. Quý vị dối người chỉ có thể dối được một lúc nào đó, chứ không thể dối gạt lâu dài được. Cho nên nói, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Tu đạo là tu cái gì? Thì là chú trọng về đức hạnh của chính mình đó. Giảng ngày 18 tháng 10 năm 1986. Đệ nhất niệm là gì? Đệ tử hỏi, thưa, cái gì là niệm thứ nhất? Hòa thượng đáp, tức là một niệm bản lai, không cần suy nghĩ, không dùng đến tâm, ý, thức, mà hiểu rõ ràng. Phàm những cái suy tưởng đều là của nhân tâm con người, chứ không phải là đạo tâm. Đệ nhất niệm là đệ nhất nghĩ đế, chứ không rơi vào đệ nhị hay đệ tam. Đệ tử hỏi, bình thường hễ chúng ta thấy món ăn ngon, niệm thứ nhất là nghĩ đến ăn nó, hoặc thấy đồ vật đẹp, chúng ta lập tức nghĩ đến muốn có nó. Chẳng lẽ đó cũng là đệ nhất nghĩ đế sao? Hòa thượng đáp, không phải, quý vị chớ có sai lầm, gọi là niệm thứ nhất, vì đó là khai bổn kiến tri, là từ cái chân tâm của chúng ta bộc lộ ra, là bổn lai diện mục. Còn ý niệm tham ăn, ham đẹp thuộc về vọng tâm, tham tâm, chứ không phải là chân tâm. Dĩ như chúng ta ở đây nghiên cứu chân lý, phương diện đó thuộc về dương, còn tâm tham ăn, ham đẹp là phương diện thuộc về âm, cho nên không thể xưng là đệ nhất nghĩ đế. Tâm cần phải theo chiều hướng chân lý, quang minh, vậy mới tính kể. Then chốt là ở chỗ, thượng đạt thăng tiến hay hạ lưu suy rồi. Nên biết rằng con người đọa lạc xuống địa ngục cũng bởi cái niệm ban đầu trước nhất. Nhưng niệm đó là thuộc về tà, thuộc về âm, thuộc về hạ lưu. Do đó nó mới có thể dần dần đẩy ta từng bước xuống địa ngục. Bởi vậy chúng ta phải phân biệt rõ ràng về những vấn đề cơ bản, chớ đâu thể nào bàn luận một cách hỗn độn chung chung. Đệ tử hỏi, đã có người hỏi rằng đạo Phật bảo là thân người khó được, một khi mất thân người, muôn kiếp chẳng phục hồi. Vậy tại sao hiện nay nhân số trên thế giới lại gia tăng một cách mạnh mẽ? Rõ ràng là số người sinh ra nhiều hơn so với số người tử vong. Vậy đạo Phật giải thích thế nào về điều này? Hòa thượng đáp,
Hiện nay, tỷ lệ nhân khẩu sinh sôi nảy nở tuy cao, nhưng quý vị làm sao biết được số tử vong của chúng sanh là không nhiều hơn số người sanh tồn? Tổng số này không cách gì đếm chính xác cho được, mà cũng không thể lấy khoa học để chứng minh. Điều đó chỉ có thể lấy thí dụ mà nói thôi. Lúc Phật tại thế, có lần Ngài hốt nắm đất rồi nói: được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất ở đại địa này. Số người sanh tồn trên thế gian này tự hồ như vô lượng vô biên, nhưng quý vị làm sao biết được số mất thân người không vượt hơn gấp bội số được sanh ra? Đệ tử hỏi: hiện nay một quả bom nguyên tử bộc nổ là có thể làm chết hàng muôn vạn người. Vậy rốt cuộc thì có cách nào để thống kê được số người chết là bao nhiêu không? Hòa thượng đáp: trước đây số người tử vong cũng không nhiều như ngày nay. Bây giờ chết về tai nạn gió lửa, tai nạn xe cộ, phi cơ, chiến tranh và bom đạn cũng không có cách gì thống kê cho được. Hơn nữa, những người chết đó sau khi mất thân người rồi, rất có thể là họ sẽ không làm được người trở lại. Hoặc giả là họ tái sanh làm kiến, muỗi hay làm những con thú dữ. Số lượng này khoa học làm sao đưa ra để làm chứng cớ? Cha mẹ sanh con ra, nhưng bỗng nhiên sao đứa bé liền có tri giác? Đây là vấn đề tối căn bản, nhưng người phàm lại sơ ý bỏ qua, không hề nghiên cứu đến. Tuy nói rằng nhân số hiện nay gia tăng dữ dội, nhưng so ra số chúng sanh mất thân người thì nhiều hơn lúc trước. Ngày xưa đâu có nhiều kiến, muỗi và những loại trùng độc hại như vậy. Làm sao quý vị biết những chúng sanh thuộc loài thấp sanh, quá sanh hoặc noãn sanh đã không phải là từ người mà biến dạng thành như thế? Sau khi con người đã mất thân thì tánh linh sẽ tiêu tán. Linh hồn của một người có thể hóa thành biết bao loài động vật, thậm chí là hóa thành 8 vạn 4 ngàn con muỗi. Bởi vì trí huệ của người đó đã bị phân tán đi, cho nên mới biến thành ngu si đần độn. Nếu muốn khôi phục trở lại thân người, tức là chúng phải được hóa luyện lại trong công xưởng hóa học. Như vậy, cho có lẽ cần phải trải qua một thời gian dài đăng đẳng. Lại còn một điểm nữa, người kết hôn nhiều lần, sau khi chết, linh hồn họ bị phân cách thành nhiều mảnh. Ví dụ như một người nữ kết hôn bao nhiêu lần với người nam, đến khi chết sẽ có cưa điện cắt linh hồn cô ấy thành bấy nhiêu mảnh để chia cho bấy nhiêu người đàn ông đó. Một người con trai nếu kết hôn với nhiều cô gái, quả báo cũng giống như thế. Ngoài ra còn một vấn đề lớn nữa là phá thai. Phá thai là làm mất đi một thân người. Hiện nay số tử vong chết về phá thai so với người sống còn nhiều hơn. Còn như chúng sanh vô tình thì có thể khôi phục linh tánh được không? Có thể chứ. Nếu như họ gặp người thuyết pháp cho họ một cách thích đáng, như sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là hòa thượng sanh thuyết pháp, sỏi đá cũng gật đầu, tức là họ cũng có thể phục hồi lại linh tánh. Nhưng phải gặp được thánh nhân hay là hán mới có cơ duyên như thế. Giảng ngày 10 tháng 11 năm 1986. Mục đích thành lập trường học. Trường học tại Vạn Phật Thánh Thành có 3 cấp là Tiểu học Dục Lương, Trung học Bồi Đức và Đại học Pháp Giới. Trường Tiểu học Dục Lương là giáo dục học sinh thành những nhân tài trường cột xuất thế của xã hội, thành những người dân lương thiện xuất thế của quốc gia, mà cũng là giáo dục các em trở thành bậc ưu tú xuất thế của nhân loại, cho nên gọi là Dục Lương. Trường Trung học Bồi Đức, bởi vì đức tánh bản lai của con người chúng ta không thể nói là chẳng có, nhưng không nhất định là chúng ta có nó đầy đủ, cho nên chúng ta cần phải tu phước, tu huệ và bồi dưỡng đức hạnh. Như có câu nói: bách hạnh hiếu di tiên, trong muôn hạnh, hạnh hiếu thảo là trên hết. Bởi vậy, tiểu học Dục Lương thì đề xướng hiếu thuận với cha mẹ, bậc trung học thì đề cập đến tận trung với quốc gia. Chúng ta dạy các em, trước tiên là phải hết lòng hiếu thảo đối với gia đình, tiến bộ thêm một bước nữa
là nên quan tâm ái hộ, bảo vệ quốc gia, ngõ hầu các em biết chuẩn bị để phục vụ cho quốc gia sau này. Cho nên bây giờ các em cần phải tạo lập phẩm hạnh để trở thành con người có nhân cách tốt, vì vậy mà gọi là Trung học Bồi Đức, Đại học Phật giáo Pháp giới. Khi đức hạnh đã được dung bồi đầy đủ rồi, sau đó học sinh mới vào đại học và được giáo dục ở trường Đại học Pháp giới. Chỉ e rằng quý vị không có bản lãnh thôi. Như nếu có tài ba, có năng lực, thời quý vị có thể hướng về toàn nhân loại trên thế giới mà giang tay cứu giúp và làm lợi ích cho cả nhân dân. Đó là tông chỉ thành lập trường học của chúng ta. Giảng ngày 15 tháng 1 năm 1987. Cơ sở của bậc vĩ nhân. Hỡi các vị thanh niên, hỡi những người bạn trẻ, các vị phải nên bắt chước những bậc thánh nhân, những bậc hiền triết đời trước, những bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, bắt chước những vị đại anh hùng xưa nay trong nước lẫn ngoài nước, những vị lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới, ngõ hầu mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Cho nên lúc nói chuyện, các vị nên phấn khởi tinh thần lên, chứ đừng ủy mị, chẳng có chút gì phấn chấn. Hào khí phải ngất trời, luôn luôn giữ mãi khí khái của bậc anh hùng vĩ đại. Bây giờ là lúc các vị đặt nền móng, nên khởi sự kiến lập cơ sở nhân cách của các vị cho tốt, để tương lai các vị phục vụ cho toàn nhân loại trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất cả nhân dân. Muốn lập định mục tiêu như thế, các vị không nên tự cam chịu mình như đồ bỏ. Lúc đi lên thuyết giảng, các vị nên có thái độ hăng say tràn trề, đừng mắc cỡ, đừng nghĩ là mình nói hay hoặc không hay. Hay hoặc không hay thì cũng đâu có sao, chỉ là nói ra những lời trong tâm mình muốn nói. Trực tâm là đạo tràng, đó cũng tức là mình có lời chân thật. Không nên nói lời giả dối, đừng nên nói những lời để làm người ta ưa thích. Các vị nên nói những lời mà các vị muốn nói, đừng nói những lời mình không muốn nói. Nên phải phú quý bất năng dâm, giàu sang nhưng không ham mê. Dù trong tương lai khi được giàu có, mình cũng phải giữ quy củ, nề nếp, không dâm loạn. Và bần tiện bất đăng di, nghĩa là dù trong hoàn cảnh nghèo hèn như thế nào, mình cũng không biến đổi chí khí, hoặc để tông chỉ cùng mục tiêu của mình bị dao động. Uy vũ bất năng khuất là không khuất phục bởi bất cứ quyền lực áp bức hoặc dụ dỗ nào, nên giữ thái độ làm người với chí lớn kiên cường mạnh mẽ của mình. Giờ đây, các vị nên kiến lập cơ sở nhân cách của mình lên, để tương lai là một vị đại nhân vật oanh oanh liệt liệt trên thế giới. Bây giờ, các vị thường nên tồn giữ cái chí nguyện này. Tương lai nhất định các vị sẽ có một tiền đồ rộng lớn thênh thang, gọi là bằng trình giảng lý, như chim bằng bay đi muôn dặm xa. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Lập chí làm việc lớn. Thân tâm và việc làm của chúng ta cũng nên có mục tiêu chánh đáng. Mục tiêu chánh đáng là tương lai chúng ta có thể giúp gì cho nhân loại, hầu làm lợi ích cho nhân dân, chứ không phải là bảo người ta đến làm lợi ích cho mình. Nếu bảo người khác đến làm lợi ích cho mình, như vậy mình là đồ phế thải, là vật vô dụng, là kẻ không có chí khí, lưỡng lự trù trì ít quyết đoán, là con người ủy mị ủ rũ không phấn chấn. Đừng nên như thế. Các em hãy nên lập mục tiêu về cách làm người cho mình. Lúc trong lớp học, các em nên chuyên tâm nhất trí nghiên cứu học hỏi. Học Anh văn thì phải hết sức nỗ lực, học tiếng Hoa thì cũng phải cố gắng dụng công, đừng để thời gian quý báu qua đi. Thiếu niên là thời đại hoàng kim. Đây là lúc lập nên mục tiêu chánh đáng, tương lai nhất định sẽ thành người vĩ đại trên thế giới. Nếu các em lập mục tiêu hèn mọn hạ lưu, như lập chí muốn tương lai mình làm bác sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn, để hưởng thụ, thì đó là quan niệm sai lầm. Hoặc như lập chí tương lai mình sẽ làm nhà khoa học, nghiên cứu ra một mớ quái vật để khống chế thế giới, đó cũng là tà tri tà kiến. Tóm lại, bất luận các em học cái gì, như học bác sĩ, học giả, học khoa học,
cũng có thể giúp ích cho người và cần phải dùng những cái mình đã học để làm lợi cho người. Bác sĩ nên lấy việc cứu trị bệnh tật cho người để làm tông chỉ, chứ đừng nghĩ việc kiếm tiền là trên hết. Những nhà khoa học nên nghiên cứu để phát minh ra những điều mới lạ, có lợi ích cho thế giới nhân dân mà không có hại. Các em chớ nên chỉ vì kiếm tiền, vì hưởng thụ cá nhân, bởi đó là những tư tưởng rất thấp hèn. Con người nên có tư tưởng vĩ đại, lập chí nguyện vĩ đại, chứ không phải chỉ biết có việc kiếm tiền. Các em nên biết hai chữ danh và lợi đã hại chết biết bao nhiêu người trên thế giới rồi. Tại sao thế giới có chiến tranh? Cũng bởi vì cái lợi và cái danh này. Tại sao người giết tôi giết người? Cũng bởi vì cái danh, cái lợi này. Thật sự là hai chữ danh lợi đang chi phối con người đến nỗi hồ đồ điên đảo. Cho nên trong lúc học tập, chúng ta phải chú trọng đến minh lý, nghĩa là chúng ta phải minh bạch tất cả các đạo lý, như đạo lý xử thế và cách đối đãi với người. Chúng ta cũng phải rõ ràng minh bạch, chữ minh lý và danh lợi trong tiếng Hoa phát âm giống nhau. Người xưa đi học không vì danh lợi, mà ngày nay người ta đi học là vì lợi danh. Ta đỗ được bằng bác sĩ, đó là một cái danh. Ta có thể kiếm được nhiều tiền, đó là một cái lợi. Cũng đều là từ hai cái danh và lợi đó mà ra cả. Sở dĩ thế giới này bại hoại cũng chỉ vì bại hoại trên hai chữ lợi danh. Người ta sống như say, chết như mộng là vì họ cầu danh cầu lợi. Cho nên cổ nhân nói, trên thế giới này chỉ có hai hạng người, một là cầu danh, hai là cầu lợi. Chúng ta nhớ đừng chạy theo hai loại người đó mà cầu danh cầu lợi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhớ đến sự lợi ích của toàn nhân loại. Các em hiện nay hãy còn trẻ tuổi, nếu bảo tồn được tư tưởng không cầu danh lợi, như thế tương lai nhất định cả thế giới này đều sẽ có lợi ích. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987.